hàng nghìn tỷ vi sinh vật sống trong đường tiêu hóa của chúng ta và nhiều vi sinh vật thực hiện các chức năng cần thiết và có lợi, như giúp chúng ta phân hủy thức ăn và hấp thụ các chất dinh dưỡng bên trong. Đôi khi những vi khuẩn đó mang những gen mà chúng ta không có, cho phép chúng ta tiêu hóa nhiều vật liệu hơn chúng ta có thể tự mình thực hiện. Các nhà khoa học hiện đã phát hiện ra rằng vi khuẩn đường ruột của con người mang gen cho phép phân tử porphyrin được tìm thấy trong rong biển bị phân hủy. Các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng những gen tiêu hóa rong biển giống với một số gen được tìm thấy trong vi khuẩn đại dương. Các phát hiện đã được báo cáo trên Cell Host và Microbe. Các tác giả nghiên cứu cho rằng các gen tiêu hóa rong biển này có nguồn gốc từ vi khuẩn đại dương, và các gen khác giống như nó có thể phổ biến hơn nhiều so với những gì chúng ta biết. Chúng có thể di chuyển vào vi khuẩn trong ruột người vì gen dễ dàng được chuyển giữa các vi khuẩn trong một quá trình được gọi là chuyển gen ngang. Chất xơ, hợp chất được gọi là polysaccharide có từ rau, trái cây và ngũ cốc, có thể được tiêu hóa bởi vi khuẩn đường ruột. Nhưng cấu trúc hóa học của chúng khác với polysaccharide có trong rong biển. Các gen được tìm thấy trong vi khuẩn đại dương có tên là Bacteroides tiêu hóa polysaccharide rong biển đã tìm được vị trí trong một số vi khuẩn đường ruột của con người. Vậy làm thế nào mà các gen đến được đó? Các nhà nghiên cứu vẫn không biết liệu chúng đến từ một vi khuẩn đường ruột được tiêu thụ bởi một người hay chúng đi theo một con đường phức tạp hơn. Đồng trưởng nhóm nghiên cứu Eric Martin, tiến sĩ, một giáo sư tại khoa cho biết về vi sinh và miễn dịch học tại trường Y Đại học Michigan Đối với nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã chuyển sang một mẫu có sẵn, phân của sinh viên Đại học Mẫu phân được coi là một cách dễ dàng để có được ảnh chụp nhanh các vi khuẩn trong vi khuẩn đường ruột. Bằng cách phân lập và giải trình tự vật liệu di truyền trong một mẫu, sau đó so sánh trình tự với các loài đã biết, nhóm nghiên cứu cũng đánh giá cách vi khuẩn phân hủy polysaccharide có trong rong biển, các hợp chất như alginate, carrageenan, laminarin và porphyrin. Họ xác định rằng các gen phân giải laminarin có nhiều trong các mẫu, trong khi các gen phân giải polysaccharide khác của rong biển ít phổ biến hơn. Laminarin có một số điểm tương đồng với beta-glucan được tìm thấy trong yến mạch và ngũ cốc, đó có thể là lý do tại sao các gen này lại phổ biến. Martin lưu ý, các gen để xử lý agarose và porphyrin, hai trong số các loại rong biển được tiêu thụ phổ biến ở Đông Nam Á, có xu hướng được làm giàu ở những người sống ở đó, Martin lưu ý. Mẫu từ các cá nhân sống ở nhiều nơi trên thế giới được tham khảo trong nghiên cứu này để xác định sự phân bố của các cụm gen, ví dụ, những người ở Trung Quốc hoặc Nhật Bản có nhiều khả năng mang gen suy thoái porphyrin hơn những người ở nơi khác. Carrageenan đã được sử dụng như một chất phụ gia thực phẩm trong một thời gian dài, và các gen tiêu hóa carrageenan phổ biến nhất trong các mẫu từ Trung Quốc, Nhật Bản và Bắc Mỹ. Các gen có thể tiêu hóa rong biển cũng được phát hiện ở một loài vi khuẩn đường ruột phổ biến khác có tên là Firmicutes. Martin cho biết, Firmicutes được biết là sống trong ruột cá và tổ tiên gần nhất của các gen dường như đã nhảy vào ruột người. Firmicutes được tìm thấy trong cá. Các nhà khoa học lưu ý rằng nghiên cứu này đã cho thấy mối quan hệ qua lại giữa chế độ ăn uống và sự thích nghi của hệ vi sinh vật đường ruột của con người có thể phức tạp như thế nào trong các quần thể khác nhau. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.